10 chiếc giường khác thường không chỉ dành cho giấc ngủ mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chào mừng các bạn thân yêu đã quay trở lại với channel của chị Bánh Xèo nhé. Các bạn thân mến, nếu các bạn đã chán với những chiếc giường có 4 chân kiên cố truyền thống bình thường của mình, hãy thử một lần thay đổi chỗ nghỉ ngơi của mình với những chiếc giường độc lạ không giống ai, thử xem nào. Cuộc sống thường ngày luôn mang lại cho bạn nhiều điều bất ngờ, có những thứ thật mới mẻ, độc đáo, cũng có những thứ là chỉ khiến cho bạn lắc não ngàn lần chỉ để hiểu công dụng của nó là gì. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng Bánh Xèo khám phá những chiếc giường sau đây nhé. Liệu nó có dành riêng cho việc ngủ không mà người ta vẫn cứ bày bán thôi nhỉ? Ôi hợp quá, bắt đầu liền thôi nào. Giường khóa tư thế. Đây có lẽ là kiểu giường cứng nhất và khuôn khổ nhất trong lịch sử loài người chứ chẳng đùa đâu nhỉ. Nó được thiết kế bởi nghệ sĩ Dominic Wilcox tới từ Anh, dành riêng cho những người cô đơn và đặc biệt là đang buồn bã. Chủ nhân chiếc giường này hẳn là rất can đảm khi đã chọn mua nó, bởi rất có thể họ sẽ chỉ được ngủ duy nhất một tư thế trong suốt quãng đời còn lại. Tuy có hình dáng ngớ ngẩn, nhưng chiếc giường khóa tư thế này lại được tạo ra dưới góc độ khoa học đó nha. Một nghiên cứu mới đây cho thấy ít nhất 41% số người trên thế giới đều ngủ trong tư thế này. Những người ngủ như thế đều khá lịch sự, nhã nhặn và nhạy cảm. Bạn muốn thử không? Hãy mua nó xem nào. Lưu ý giá của nó không hề rẻ đâu nhé. Giường bóng. Những phân tử nhỏ bé mà chúng ta đã được biết đến trong môn hóa học sẽ bao quanh mình trong mỗi giấc ngủ. Nghe cứ như là chúng ta bị biến tí hon và trở thành một phân tử nhỏ, siêu nhỏ, bơi đâu đó trong không gian ha. Khỏi phải nói, ai cũng biết cảm hứng tạo ra chiếc giường này bắt nguồn từ cấu trúc của các hạt phân tử, kết cấu cơ bản của tất cả vật thể trong vũ trụ bao la này. Anime Kausa đã tạo ra chiếc giường này từ 120 quả bóng cao su đang hồi kết nối lại với nhau. Vì chất liệu đặc biệt này mà chiếc giường không có hình dáng cố định, bạn có thể tha hồ quậy phá với những phân tử phóng to này, trải phẳng, xếp thành sofa hay cuộn tròn mà chẳng sợ giường hư. Thật lòng nha, nếu mà tớ có chiếc giường này thì tớ sẽ bố trí thành cái hang hoặc là quả núi. Mỗi ngày nằm xuống lấy giường đè lên người rồi chờ sư phụ tới giải cứu. Nghe cứ như là mấy trò chơi con nít ngày xưa làm ấy nhỉ. Vô vàng ý tưởng sáng tạo mà chính bạn cũng phải bất ngờ sẽ được tạo ra từ những phân tử đàn hồ này đấy. Thử xem, giường giam giữ. Nếu bạn là người không thể ngủ yên một tư thế, đêm đêm cứ thích đánh thức cả phòng bởi những âm thanh tiếng động nghe đến xót xa, thì đây chính là chiếc giường mà bạn đang tìm kiếm đấy. Chủ nhân chiếc giường này hẳn là có thói quen lăn xuống đất khi ngủ. Nếu không thì hà cớ gì mà họ phải đặt thiết kế bí bách như thế này chứ. Có người còn nói đùa rằng thiếu cái nắp nữa thôi là chiếc giường này sẽ biến thành một cổ quan tài đấy. Thầy đùa thôi nha. Chắc hẳn những chiếc giường quá dị kiểu này chỉ được sinh ra để làm hài lòng một bộ phận khách hàng nhất định thôi nhỉ. Giường mô phỏng thuyền kayak. Ngủ trong phòng này đã trở nên lạc hậu rồi, vậy nên người ta mới thiết kế ra chiếc giường nổi trên nước để phục vụ cho những người có sở thích qua đêm ở khách sạn ngang sao. Thậm chí chiếc giường này còn trang bị cho bạn cả một mái chèo lớn, để làm gì chắc chỉ có nhà thiết kế mới biết. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, nên cứ thế mà thoải mái mà lăn qua lăn lại thôi. Giường này không bao gồm bảo hiểm thân thể lẫn phao cứu hộ đâu nha. Chiếc giường hamburger. Hamburger là để ăn? Không, chúng mình nói rằng hamburger còn có thể để ngủ. Bạn có thể bao giờ tưởng tượng rằng việc nằm cuộn mình trong một chiếc hamburger đầy rau củ, trải qua một giấc ngủ êm đềm và mơ về những món ăn yêu thích chưa? Biết đâu trong giấc mơ nào đó, bạn sẽ trở thành nhân vật chính bi kịch lạc vào thế giới đồ ăn, bị bọn đồ ăn rượt đuổi, bắt lấy. Kết phim bạn bị một chiếc hamburger nuốt chửng. Rượu thôi nha. Chiếc giường này cùng với chiếc chăn đầy hạt mè thật sự thú vị đấy. Vậy là những tín đồ của hamburger hạnh phúc quá rồi nha. Sáng ăn hamburger, tối về ôm hamburger mà ngủ. Giường ngủ đứng lại thêm một tiện ích cho dân văn phòng bận rộn rồi đây bà con ơi. Việc sở hữu một sản phẩm tưởng chừng như là nực cười nhưng siêu tiện lợi trong phòng làm việc sẽ giúp bạn có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Kể cả họ có muốn ngủ trong tư thế nào đi chăng nữa thì giường ngủ đứng ra đời như một sản phẩm giúp lấp kín mọi yêu cầu, kể cả trớ trêu nhất. Giường tổ chim. Khi nghĩ về một chiếc tổ, người ta luôn nghĩ đến ý niệm về sự thoải mái và ấm áp. Đó cũng là lý do vì sao mà khái niệm này được sử dụng rất nhiều trong ngành thiết kế đấy các bạn. Mới đây thì Oki, một công ty thiết kế nổi tiếng của Israel, đã cho ra đời một chiếc giường cực kỳ đặc biệt lấy cảm hứng từ những tổ chim. Đây là một ý tưởng cực kỳ sáng tạo. Tuy nhiên, nó cũng đơn giản đến nỗi bạn chẳng cần một lời giải thích hay hướng dẫn sử dụng nào. Chiếc giường đặc biệt này có thể sử dụng vào mục đích khác nhau như vui chơi, làm việc hay nghỉ ngơi.
Tùy vào nhu cầu riêng thì mỗi khách hàng có thể lựa chọn cho mình một chiếc tổ chim với kích cỡ phù hợp khác nhau, giường hình oval. Trong khi bạn thường thức giấc ngủ trên chiếc giường thông thường mà không biết rằng có rất nhiều mẫu giường ngủ được thiết kế sáng tạo vô cùng độc đáo, lạ mắt, chắc chắn rằng sẽ mang đến cho bạn cảm giác phấn khích, thích thú khi bước vào phòng ngủ của mình. Ngoài việc gây ấn tượng trong không gian sống thì những mẫu giường như thế còn góp phần kích thích trí tò mò, cảm giác thư thái và thoải mái tìm đến giấc ngủ trọn vẹn cho bạn nữa đấy. Như chiếc giường này chẳng hạn, đối với mẫu giường ngủ này, thiết kế lắc lư chỉ dành cho những ai có sở thích đông đưa. Có người hay bị đau đầu thì không nên nằm trên chiếc giường này đâu, vì sẽ gây ra buồn nôn đấy. Chiếc giường với những vành gỗ tuyệt đẹp, bố trí ga giường và gối đều là màu trắng sẽ làm nổi bật màu sắc tự nhiên của gỗ. Hương thơm của gỗ còn sẽ giúp bạn thư thái đầu óc nữa đó nha. Giường ngủ ngoài trời, chiếc giường của khách sạn ngàn sao chắc hẳn còn xa lạ với chúng ta đúng không nào? Nhưng ý của bánh xèo không phải nói đến những chiếc giường của bờ, của bụi đâu nha, mà nó còn sang hơn mấy cái giường bình thường nữa cơ. Chắc bạn đang rất thắc mắc rằng ngủ ngoài trời thì làm sao có thể ngủ được? Sương, gió sẽ rất là nguy hiểm và có lẽ điều này không thể. Tuy nhiên, thiết kế này đã chỉ ra rằng không gì là không thể nếu bạn muốn ngắm nhìn cảnh đêm và ngủ chung với nó, cùng tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên với thiết kế siêu đẹp, sang trọng và hiện đại. Còn gì bằng khi có một phòng ngủ như thế này, chiếc giường đơn giản, không quá cầu kỳ, kiểu cách nhưng bối cảnh đã làm cho nó trở nên ấm áp và sang trọng hơn. Chiếc giường cổ tích fantastical, ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích đúng không nào? Nếu là con gái, thề là bạn đã từng một lần ao ước mình là cô nàng công chúa xinh đẹp, được bà tiên hiền diệu với cây đũa thần nhiễm màu hóa phép cho một cỗ xe lộng lẫy để đến dự dạ hội cùng với hoàng tử của đồng mình. Nếu là con trai, thôi bỏ qua, chắc không có con trai nào ước mơ vậy đâu rồi. Nhưng mà giấc mơ nhỏ bé thời thơ ấu của chúng ta sẽ trở thành hiện thực nếu bạn sở hữu một chiếc giường cổ tích fantastical. Sẽ thật tuyệt làm sao nó như được ngủ trong cổ xe ngựa, cứ ngỡ như là chỉ có trong chuyện cổ tích. Với hình dáng của quả bí ngô thì nhìn từ bên ngoài, giường gồm 4 bánh xe, bậc thang dẫn vào bên trong khá là cổ điển. Không gian bên trong cổ xe ngựa bí ngô được làm thủ công tại Anh Quốc bằng gỗ và sợi thủy tinh. Người ta phải mất đến hơn 6 tháng để tạo ra chiếc giường này. Nơi để Sa Phu ngồi điều khiển ngựa cũng được thiết kế không khác gì trong những câu chuyện cổ tích. Đặc biệt là bạn có thể yêu cầu trang trí nội thất theo sở thích của mình luôn. Dám cá luôn là người đã thiết kế ra chiếc giường này chắc hẳn là fan ruột, fan cứng của Disney, những câu chuyện cổ tích của Disney. Rồi đó, giấc mơ của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực nếu bạn có chiếc giường này đó. Good luck, chúc bạn may mắn nha. Bỗng một hôm, bạn thấy chán trường, chiếc giường ngủ quá quen thuộc của mình, giấc ngủ chẳng còn tuyệt vời như trước nữa. Lúc này, bạn nhận ra rằng bạn cần một chiếc giường thật độc đáo. Biết đâu nó sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc khó quên thì sao? Bạn biết đấy, một giấc ngủ có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được. Vậy nên, tại sao không thử một lần với những chiếc giường có 102 này mà chị đã xem vừa giới thiệu? Bạn thích chiếc giường nào nhất nào? Hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng biết suy nghĩ của mình. Ha! Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh channel này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!